Một tiệm đồ nướng cực kỳ xinh, cứ tưởng như là đang được ngồi ăn ở Đà Lạt mà hóa ra chỉ nằm trong lòng Sài Gòn thôi nè. Hay là mọi người lại làm mình Little Spoon đây, cũng không nghĩ bên ngoài chỉ là một cánh cửa rất là bình thường mà khi đi vào trong thì lại có một cái không gian dễ thương và quá là chill như thế này luôn. Mình đến lúc tiệm mới mở cửa chưa có khách nên được phục vụ khá là nhanh. Tiệm có set up một quầy rau và đồ chấm ở giữa chỗ ngồi cho mọi người tự lấy nha. Menu đa dạng các món từ bò đến hải sản, lai rai đến các món ăn no, rồi cũng có những món được đặt tên khá là lạ nữa. Đồ ăn được bày biện chỉnh chu bắt mắt, mỗi phần thì mình thấy cũng ít thôi cơ mà chất lượng vì đồ ăn rất là tươi. Về nướng thì mình gọi hai bò, bẹ sữa, tôm, mực và bạch tuộc. Tảng trứng muối miếng thịt dày mềm ẩm có gân ăn không bị ngán. Sốt trứng muối đối với mình còn lỏng chưa rõ vị và hơi ngọt một xíu, mong là tiệm sẽ điều chỉnh lại nha. Bù lại thì bẹ sữa ở đây mình thấy ngon, miếng to dày và rõ vị béo tự nhiên. Chấm với chai sa tế là hơi bị đỉnh luôn. Mực nước baby con to và tươi giòn dai sần sật. Chấm với cái muối ớt xanh cây the cũng ok nè. Bò cuộn nấm kim châm thì được chấm với sốt Hàn Quốc, mình thấy cái phần sốt này khá là chuẩn vị á. Mấy món nhâm nhi thì có sụn gà phong sa, giòn thơm phủ đầy chà bông mặn mặn ngọt ngọt, không cần chấm thêm gì mà mình thấy cũng vừa miệng rồi. Món ốc bu nhồi thịt cũng đáng để thử nha. Phần thịt nhồi ngọt thơm xả chấm với nước mắm ăn khá là ổn áp á. Còn đây là phần bò Fuji chuẩn thượng hạng. Miếng bò phải nói là cực kỳ mềm, ăn vào như là tan trong miệng vậy á. Sốt tiêu cay nồng rất là thơm nè. Món này nên ăn lúc vừa bưng ra còn nóng hổi là ngon nhất nha. Mặc dù là ngày thường nhưng mà cỡ chiều tối thôi là cũng đông lắm rồi. Nên là mọi người nhớ phải đặt bàn trước khi đi ăn nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt. Bye bye.